Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng mình hãy cùng đến với bài viết Rhodesia đến Zimbabwe, hành trình phá hủy một đất nước. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Văn Minh Phương Tây. Còn mình là Pink Dot và chúng mình hãy cùng bắt đầu bài viết ngay bây giờ nhé. Zimbabwe có lẽ không xa lạ gì với chúng ta nữa. Chắc hẳn ai cũng có lần nghe đến đất nước này thông qua đồng tiền của họ, với các thành tích bá đạo như là tờ tiền 100.000 tỷ, lạm phát 500 tỷ phần trăm, 100 tỷ bằng một ổ bánh mì, vân vân. Đó là hiện tại, vậy còn quá khứ của đất nước này. Không phải để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng nhận lịch sử đến với câu chuyện của Zimbabwe và hành trình phá hủy một đất nước. Vùng đất ứng với Zimbabwe ngày nay có lịch sử rất lâu và phức tạp. Trong phần lớn lịch sử đời đầu, người Sona thống trị đất nước. Đến thế kỷ thứ 17, người Bồ Đào Nha xâm chiếm các vùng đất khiến các vương quốc Sona sụp đổ. Dù vậy, người Rosgui đã đánh đuổi được người Bồ Đào Nha khỏi lãnh thổ. Nhưng rồi cả người Rosgui lẫn người Sona sau cùng cũng đều bị chinh phục. Người chinh phục họ lại là những người bị chinh phục. Năm 1834, người Ndebele bị đế quốc Zulu hùng mạnh đánh đuổi khỏi Nam Phi. Người Ndebele chạy lên phía Bắc và đánh bại cả người Sona lẫn người Zogui, buộc họ phải cống nộp và di cư đến những vùng đất xa, bỏ lại đất đai cho người Ndebele. Tóm lại là gì? Là lịch sử để lại ở Zimbabwe hàng chục nhóm sắc tộc lớn nhỏ với 16 ngôn ngữ lớn được nói trên lãnh thổ. Đến thế kỷ thứ 19, người Anh mới có mặt ở vùng đất này và xâm lấn đất đai của dân bản địa. Cả người Sona lẫn người Ndebele đều nổi dậy chống lại người Anh, gọi là cuộc Chimurenga lần thứ nhất. Chimurenga trong tiếng Sona nghĩa là cách mạng. Nhưng họ không chống lại được súng đạn của người Anh. Kết quả là người Anh chiếm được hai vùng đất rộng lớn tương đương với hai nước Zambia và Zimbabwe ngày nay. Người chinh phục vùng đất này là nhà khai mỏ Cecil Rhodes thuộc công ty Đông Ấn Nam Phi. Để ghi danh Rhodes, người đất nước này đã đặt tên là Rhodesia. Trong đó, tương ứng với cả Zambia và Bắc Rhodesia, còn người Zimbabwe tương ứng với cả Nam Rhodesia. Năm 1953, người Anh sát nhập Rhodesia với cả Nyasaland, tức là Malawi ngày nay. Điều này làm những người dân tộc chủ yếu ở Nyasaland tức giận, phản đối và làm tan rã liên bang năm 1963, chia làm 3 thuộc địa riêng biệt. Bắc Rhodesia đổi tên thành Zambia, Nyasaland đổi tên thành Malawi và Nam Rhodesia vẫn giữ tên như cũ. Trong các nước này, Nam Rhodesia có số lượng người da trắng đông nhất, ước tính lên đến tận 300.000 người gốc Âu. Với sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa, chính quyền của hầu hết các quốc gia châu Phi gần như rơi vào toàn bộ tay người da đen, mặc dù nhiều quốc gia có số lượng đáng kể người da trắng. Việc trao quyền lực vào tay người da đen không chỉ là điều người da đen làm, mà chính quyền Anh cũng mong muốn điều đó. Chính phủ Anh cam kết sẽ tạo nên các chính phủ tự do đa sắc tộc ở các quốc gia mà họ trao trả độc lập, đảm bảo rằng người da đen và người da trắng đều có quyền lực. Tuy nhiên, lãnh đạo chính quyền thiểu số da trắng của Nam Rhodesia là Thủ tướng Ian Smith không muốn điều này. Ông lo sợ những người da đen không có trình độ nắm quyền sẽ phá hoại đất nước. Vì vậy, để tránh khỏi sự sắp đặt của chính quyền Anh, Ian Smith đã ra đơn phương tuyên bố độc lập UDI, tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh vào ngày 11 tháng 11 năm 1965. Mục đích của nó là muốn tiếp tục duy trì chính quyền cho người da trắng thiểu số. Sau khi tách ra, Ian Smith đã đổi tên Nam Rhodesia thành Cộng hòa Rhodesia. Chính phủ Anh coi việc làm của Ian Smith là phản loạn, ngay lập tức có biện pháp trừng phạt với cả Rhodesia, tìm cách bắt buộc Ian Smith phải quay về lại con đường thành lập chính phủ dân chủ đa sắc tộc. Khi vấn đề về Rhodesia được đưa ra Liên Hợp Quốc, Anh và phần lớn các nước trong khối thịnh vượng chung đã góp ý kêu gọi Liên Hợp Quốc trừng phạt chính phủ da trắng của Rhodesia bằng việc cấm nhập khẩu thuốc lá, chrome, đồng, amiang, đường, thịt và da của Rhodesia. Các nước xã hội chủ nghĩa vốn luôn ủng hộ người da đen, tất nhiên cũng phản đối Rhodesia. Chính quyền Rhodesia bị coi như là phân biệt chủng tộc, bị cả thế giới chống lại, ngoại trừ đồng minh duy nhất của họ là Nam Phi. Vào thời điểm năm 1965, Rhodesia có một nền kinh tế phát triển cao hơn cả đại đa số các nước châu Phi, nhờ thừa hưởng hệ thống kinh tế, xã hội theo mô hình của người Anh lâu hơn so với các nước khác. Đất nước có nền nông nghiệp phát triển rất cao, được gọi là vựa lúa của châu Phi. Tất nhiên, vấn đề của đất nước là sự giàu có này tập trung vào người da trắng, với dân số chỉ 300.000 người, trong khi người da đen với 6 triệu dân thì nghèo hơn. Phần lớn các hầm mỏ, đồn điền, máy móc và cả quyền lực nhà nước nằm trong tay người da trắng. Sự bất công này ở Rhodesia được đánh giá là hơn cả Nam Phi, quốc gia đang dưới chế độ phân biệt chủng tộc apartheid khét tiếng. Vậy nên, khi Rhodesia tách khỏi Anh nhằm duy trì quyền lực cho người da trắng, người da đen ở Rhodesia đã nổi dậy, bắt đầu cuộc chiến tranh được gọi là Rhodesia Boxer, mà dẫn đầu bởi các tổ chức cộng sản. Boxer là thuật ngữ được chỉ một cuộc chiến tranh cường độ thấp, thậm chí là rất thấp, được đánh giá là thấp hơn cả chiến tranh du kích thông thường.
Đặc điểm của chiến tranh loại này là không có các chiến dịch hay là trận đánh lớn nào, hầu hết các trận đánh nhỏ ở vùng nông thôn, rừng núi, vậy nên thường kéo dài nhưng thương vong thường rất thấp và ít thiệt hại. Ngoài chiến tranh Rhodesia, các cuộc chiến khác cũng gọi là Boer War, bao gồm chiến tranh độc lập ở Tây Nam Phi, còn gọi là Namibia, chiến tranh Uganda từ năm 1981 đến năm 1986 và chiến tranh ở Cộng hòa Trung Phi năm 2004 đến 2007. Ngoài ra, đối với người Sona, họ gọi cuộc chiến này là Chimurenga thứ hai, tức là cuộc nổi dậy cách mạng lần thứ hai sau lần thứ nhất là chống lại người Anh xâm lược. Tham gia cuộc chiến này, phe kháng chiến cộng sản gồm có hai phe riêng biệt: Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe (ZANU) được lãnh đạo bởi nhiều người, nhưng nổi tiếng nhất trong đó có Robert Mugabe. Có ai còn không biết thánh này hay không? Đây là tổ chức được xưng là Marxist, nhưng trong suốt cuộc chiến và cả sau này lại nghiêng về phía Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Tổ chức ZANU y hệt như kiểu của Mao. Trên cùng là bộ chính trị, dưới là ban chấp hành trung ương và bên cạnh đó là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân và hội cựu chiến binh, vân vân. Giúp đỡ nhóm này bên cạnh Trung Quốc là các nước Bắc Triều Tiên, Libya, Tanzania và Mozambique. Đặc biệt thân thiết trong số này là Bắc Triều Tiên, nước đã huấn luyện hàng nghìn du kích Rhodesia ở Bình Nhưỡng. Lực lượng này sau trở thành lữ đoàn 5 của Mugabe, khét tiếng là tàn bạo. Vì lý do đó, trong chiến tranh ZANU hoạt động chủ yếu ở phía đông, giáp biên giới Mozambique, nơi nhà lãnh đạo Cộng sản Mozambique, Marcel Samora cung cấp căn cứ và vũ khí cho họ. Đổi lại, ZANU cũng đã chiến đấu bên cạnh những người Cộng sản Mozambique trong chiến tranh giành lại độc lập từ tay Bồ Đào Nha và cuộc nội chiến Mozambique sau đó. Viện trợ của Trung Quốc, Tanzania, Libya được chuyển cho ZANU ở các cảng của Mozambique. Một điểm đáng chú ý, thành phần ZANU chủ yếu là dân tộc Sona. Liên minh Nhân dân Châu Phi Zimbabwe, ZAPU, thì lại có tổ chức Cộng sản thân Liên Xô, lãnh đạo bởi Joshua Nkomo, là một người Kalanga, thành phần bao gồm nhóm dân tộc Ndebele, nhưng lãnh đạo lại là người Katanga, đối nghịch với người Sona của Mugabe. Vì vậy sau này đã dẫn đến cuộc diệt chủng khiến 20.000 người thiệt mạng khi Mugabe tàn sát thanh trừng nhóm ZAPU. Ủng hộ nhóm này là Liên Xô, Cuba, Đông Đức, Zambia, Angola, v.v. Mặc dù vậy, viện trợ cho nhóm này không được mạnh mẽ như là ZANU của Mugabe. ZAPU hoạt động chủ yếu ở phía Tây, nơi gần với cả Angola, Namibia, những nơi quân đội của Cuba đang chiến đấu bên cạnh những người cộng sản ở đất nước họ. Vì lúc đó cả Angola và Namibia đều đang trong chiến tranh, nên sự giúp đỡ của Liên Xô và Cuba phải tập trung vào hai nước này, không giúp được nhiều cho ZAPU. Đối đầu với các nhóm cộng sản là quân đội của Rhodesia, được Nam Phi hỗ trợ. Quân đội Rhodesia là những chiến binh da trắng, rất thiện chiến, bên cạnh không ít những người da đen trung thành với chính quyền Rhodesia. Vì quân đội Rhodesia thiện chiến hơn nhiều nên cuộc chiến có thương vong rất chênh lệch, tỷ lệ là 1-12. Cho đến năm 1979, có 1.120 binh sĩ Rhodesia thiệt mạng. Phía bên kia, gần 12.000 du kích cộng sản bị giết, trong đó có vài trăm người Mozambique và Zambia, 7.790 thường dân da đen và 468 thường dân da trắng bị giết. Trong cuộc chiến, quân đội da trắng bị cáo buộc giết nhiều người dân thường vô tội, cũng như lạm dụng tra tấn. Họ cũng bị cáo buộc thường xuyên dùng máy bay ném bom qua biên giới Mozambique, khiến cho nhiều dân thường nước này thiệt mạng. Quân đội Rhodesia đổ lỗi cho Mozambique để du kích Zimbabwe xây căn cứ bên đất của họ, khiến quân đội Rhodesia phải ném bom phá hủy. Dù vậy, đã không có một chiến thắng nào cuối cùng, dù có thể coi là thắng lợi về chiến thuật. Quân đội Rhodesia đã thua về chiến lược và ngoại giao. Sau khi Mozambique, Angola, Namibia trở thành nước xã hội chủ nghĩa, Rhodesia rơi vào thế bị bao vây. Cùng với đó, sức ép của quốc tế lên Rhodesia ngày càng dữ dội cả về kinh tế và chính trị. Đến năm 1979, trước sức ép của quốc tế, Thủ tướng Ian Smith phải chấp nhận đàm phán, từ chức để tổ chức bầu cử tự do. Ian Smith biết chắc rằng dân chúng sẽ bầu cử cho người da đen, cụ thể là Mugabe, một người đàn ông đã đoán trước là tham lam, ngu dốt, độc đoán, v.v. Nói rằng giao đất nước vào tay những kẻ ngu dốt sẽ khiến cho Rhodesia suy tàn. Vào ngày trước khi bầu cử, Ian Smith không trả lời phỏng vấn mà chỉ nói rằng tôi sẽ đúng, I'll be right. Cuộc bầu cử năm 1980 mang đến thắng lợi cho Mugabe và đảng ZANU. Rhodesia đổi tên thành Zimbabwe, thủ đô Salisbury được đổi tên thành Harare như ngày nay. Thủ tướng da trắng Ian Smith vẫn ở lại đất nước, sống trong căn hộ ở thủ đô bất chấp cho Mugabe định gây sức ép buộc ông phải rời đi. Tuy nhiên, đổ máu vẫn chưa kết thúc. Khi chính quyền da trắng sụp đổ, người ta đã mong chờ vào một đất nước Zimbabwe dân chủ thông qua bầu cử tự do năm 1980, mong rằng sẽ có một chính quyền đa sắc tộc, hòa hợp như người ta đòi Ian Smith thực hiện. Người ta đặt hy vọng vào Mugabe,
rốt cuộc tất cả chỉ là hão huyền. Milgave đã cầm quyền trong suốt 37 năm sau đó. Sau chiến thắng bầu cử năm 1980, việc đầu tiên Milgave làm là triệt hạ phe Japu, tức là phe Cộng sản thân Liên Xô. Tất nhiên điều này có một phần lớn do mâu thuẫn sắc tộc. Janu là của Milgave, đa phần là người Sâu Na, những người chủ xa xưa của Zimbabwe. Trong khi đó, Japu là của Joshua Nkomo, là người Ndebele và Katanga, những dân tộc đến từ Nam Phi, mà Milgave cho là xâm lược Zimbabwe. Từ năm 1981, xung đột giữa Janu và Japu ngày càng căng thẳng rõ ràng. Ở một số nơi, quân du kích của Japu đã nổi dậy chống lại Milgave. Milgave đã ký một thỏa thuận với chủ tịch của Bắc Triều Tiên, Kim Il-sung, vào tháng 10 năm 1980 để đưa quân đội Bắc Triều Tiên đến đào tạo một lữ đoàn cho quân đội Zimbabwe. Điều này đã sớm xảy ra khi Milgave tuyên bố sự cần thiết của một dân quân để chống lại những kẻ bất lương. Lữ đoàn này được đặt tên là Lữ đoàn thứ 5. Nhiệm vụ của Lữ đoàn 5 là thực hiện một cuộc Gukurahundi nhắm vào người Ndebele. Gukurahundi, thuật ngữ trong tiếng Sâu Na, là cơn mưa rửa trôi những hạt bụi bẩn trước khi mùa xuân đến. Nhưng trong trường hợp này, nó là một cuộc diệt chủng nhằm vào sắc tộc Ndebele. Ước tính Lữ đoàn 5 của Milgave đã sát hại 20.000 người Ndebele từ năm 1983 đến năm 1987. Thành quả của nó là đảng Japu chịu khuất phục, sáp nhập với cả Janu, thành Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe, mặt trận yêu nước Janu-PF, và tất nhiên là do Milgave đứng đầu. Sau sự kiện này, Liên Xô cắt viện trợ cho Zimbabwe. Trả thù xong ở Ndebele, Milgave nhằm đến người da trắng. Dù trên chính thức, phải đến năm 2000, Zimbabwe mới cải cách ruộng đất. Nhưng trên thực tế từ năm 1990, Milgave đã tiến hành các cuộc chiến dịch phân phối lại đất đai. Lần này dưới hình thức ép người da trắng bán đất cho chính phủ với giá rẻ mạt, sau đó chia lại cho người da đen. Người da đen ít học, canh tác kém, nhanh chóng làm cho vụ mùa thất thu. Khi không thể trông chọt được nữa, họ lại bán đất cho người da trắng lấy tiền. Vậy là cuối cùng vẫn quay lại, đất vẫn nằm trong tay người da trắng, còn chính phủ thì mất tiền. Giữa lúc này, Zimbabwe bất ngờ tìm thấy một mỏ tiền, đó là chiến tranh Congo. Năm 1997, nhà cách mạng Marxist của Congo, Laurent Kabila, lật đổ được nhà độc tài Mobutu thân với cả phương Tây. Nhưng ngay sau đó, các đồng minh cũ của Congo là Uganda, Rwanda, Burundi phản bội, tấn công Congo để chiếm lấy lãnh thổ và tài nguyên. Để bảo vệ chế độ Kabila, các nước xã hội chủ nghĩa châu Phi như là Angola, Namibia và Libya, cùng với những chư hầu là Chad và Sudan đã gửi quân đến tham chiến. Zimbabwe cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng để được bảo vệ, Congo đã chấp nhận để các nước lấy tài nguyên của mình. Trong khi Angola lấy các mỏ dầu lớn nhất Congo, Milgave đã chọn lấy đảo Kim Cương ở phía nam Congo, nhờ đó đem lại nguồn tiền mà trên thực tế đi vào túi riêng của ông. Ngược lại chiến phí hàng tỷ USD cho cuộc chiến ở Congo, người dân Zimbabwe phải gánh chịu. Nhưng thậm chí họ còn không biết quân đội nước mình đang tham chiến ở Congo. Sự việc chỉ vỡ lở khi tư lệnh quân đội, tướng Constantine Chiwenga, bị các bà vợ của nhiều tướng tá yêu cầu điều tra tình trạng chồng của họ đi đánh nhau ở bên Congo đã mang về nhà vợ thứ nhì hoặc là vợ thứ ba. Đến năm 2000, nguồn lợi từ Congo đã ít đi do cuộc chiến đã đến hồi kết. Trong lúc đó, phương Tây đã bắt đầu cấm vận Zimbabwe. Milgave một lần nữa đã nhắm vào người da trắng, nhưng lần này là cướp sạch. Đến năm 2000, Zimbabwe ra sắc lệnh tịch thu toàn bộ đất của người da trắng, không bồi thường một xu. Những ai chống cự có thể bị Lữ đoàn 5 thực hiện nhiệm vụ. Một số người da trắng đã bị giết. Sau năm 2000, người da trắng Zimbabwe đã ồ ạt đi di cư. Từ 300.000 người, dân số da trắng giảm còn 25.000. Phần lớn họ di cư sang Mỹ, Australia và New Zealand, những đất nước người da trắng được ưu tiên. Nhưng khi quốc gia đó không nhận nữa, người da trắng Zimbabwe vẫn còn nơi để đi. Các quốc gia láng giềng như là Nam Phi, Angola, Zambia và Mozambique, thậm chí là cả Nigeria đã mở cửa chào đón người da trắng tị nạn. Và thế là, người da trắng đã giúp cho các nước này thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực, còn Zimbabwe khủng hoảng lương thực trầm trọng. Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã đẩy mạnh in tiền để nhập khẩu hàng hóa. Kết quả là lạm phát tăng vọt, dẫn đến sự nổi tiếng khắp thế giới của đồng tiền Zimbabwe như ngày nay. Đến năm 2005, Milgave thực hiện chiến dịch Murambasvina. Chiến dịch có 102 trong lịch sử, với nhiệm vụ là phá những ngôi nhà ổ chuột. Kết quả 600.000 người trở thành vô gia cư, kéo theo 1 triệu người Zimbabwe bỏ đất nước sang Nam Phi tị nạn. Năm 2006, Zimbabwe đạt kỷ lục tuổi thọ thấp nhất trên thế giới. Cùng lúc phần trăm người nhiễm HIV cao vào loại nhất thế giới, 14% dân số ở tuổi từ 15 đến 49. Vào tháng 7 năm 2016, nền kinh tế trong nước sụp đổ dẫn đến một loạt các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc.
vào tháng 11 năm 2017, quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ Mugabe khỏi quyền lực sau khi Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa bị Mugabe sát hại, đặt Mugabe bị quản thúc tại gia. Mugabe đã chính thức tuyên bố từ chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2017 sau 37 năm lãnh đạo nước này. Vào tháng 12 năm 2017, trang web Zimbabwe News đã đưa ra thống kê cho thấy rằng chính phủ Mugabe đã trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra cái chết của ít nhất 3 triệu người Zimbabwe trong 37 năm cai trị. Sau 37 năm, người Zimbabwe đã nhìn lại đất nước và có thể họ muốn nói với Alan Smith: "Yes, you were right." Viết thêm về Alan Smith: sau khi Mugabe nắm quyền, Smith vẫn ở lại Zimbabwe, nơi ông có nông trại không bị tịch thu. Smith vẫn hoạt động chính trị trong các đảng đối lập, phê phán chính sách của Mugabe. Dù ban đầu nhiều người không thích Alan Smith, nhưng càng về sau, khi Mugabe càng phá hoại đất nước, càng nhiều người cảm thấy phục Alan Smith. Năm 1997, Alan Smith xuất bản cuốn sách gây chú ý The Great Betrayal, The Memories of the Iron Dollar Smith, Sự phản bội vĩ đại, Hồi ký của Iron Dollar Smith. Trong cuốn sách này, bên cạnh kể lại sự nghiệp của mình, Alan Smith cũng chỉ ra cách mà những chính trị gia Vương quốc Anh đã phản bội và giết chết đất nước Rhodesia, và rằng một đất nước có thể bị giết bởi những toan tính chính trị, không cần phải chiến tranh. Alan Smith phải sang Nam Phi chữa bệnh từ năm 2005. Hai năm sau, ông qua đời. Bất chấp sự ngăn cách của chính quyền Mugabe, đám tang của ông ở quê nhà vẫn được hàng trăm nghìn người đến dự, và cả ở Nam Phi. Tro cốt của Alan Smith được hồi hương và giải ở nông trại của ông. Và đó là toàn bộ lịch sử và những lý do đằng sau việc tại sao đồng tiền Zimbabwe lại mất giá đến như vậy. Các bạn cảm thấy bài viết ngày hôm nay như thế nào? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!